nhà nha. Thì hai vợ chồng em đang chuẩn bị bữa cơm trưa cả nhà. Ở đây có một chảo trứng cá chép này cả nhà. Đó, nhìn quá trời bự luôn này cả nhà. Vợ em đang mới ướp gia vị rồi, bây giờ làm món trứng cá chép hấp cả nhà. Đó. Và phía bên này là đây là một tô cá lăng cả nhà. Đó, cá lăng. Đây là dĩa măng. Vợ em sẽ làm món gì đây? Cả nhà hãy đón xem nhé. Ở đây vợ em đang bỏ miếng dầu vô cả nhà, vô trong nồi nè. Và khi dầu nóng thì bỏ hành phi vô cả nhà. Bỏ hành tỏi vô phi cho thơm ha. Và em bỏ cá lăng vô cả nhà. Đó. Rồi mùi thơm phức luôn cả nhà ơi. Và em nấu món canh chua cá lăng cả nhà. Rồi canh chua cá lăng thì hết sảy luôn này. Giờ sẽ bỏ nước vô nồi cá lăng cả nhà. Đó, đợi xíu sôi một chút xíu nước sôi thì mình sẽ bỏ măng vô cả nhà ơi. Trứng cá cả nhà cũng chín rồi này cả nhà. Đó, gia vị thì chỉ có hành tiêu với ngọt này, muối này kia thôi. Thì cái nồi nước thì đã sôi rồi cả nhà. Và bây giờ là bỏ măng chua vô nha cả nhà ơi. Chín rồi cả nhà. Bây giờ sẽ cắt bỏ miếng rau thơm rồi vô cả nhà cho nó thơm. Khi là hấp dẫn luôn. Thì cả nhà ơi, cái canh chua măng cá lăng cả nhà thì đã hoàn thành cả nhà. Đây là dĩa trứng cá đây, trứng cá chép. Đó, thì bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình em nha. Mời cô chú cùng ăn. Làm chan canh chua cả nhà. Ăn cơm hơi tuyệt vời luôn. Cá lăng này cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm nha. Ngon quá. Nhà ơi, làm nhà miếng trứng cá này cả nhà. Xuất sắc luôn. Ngon quá. Ăn trứng cá không? Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Canh chua cá lăng cả nhà. Măng chua nó hơi bị tuyệt vời luôn cả nhà. Hơi xuất sắc luôn. Thank you.
Cây ngon luôn. Quá ngon luôn cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì bữa cơm trưa của em của gia đình em cũng tới đây cũng xin tạm ngưng cả nhà. Thì mong cả nhà xem video hãy cho em xin một lượt like, lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Thì và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye các chú.